nay thì anh em hoàng gia chúng tôi có một chuyến phi hành luôn, đó là giao chó đi Thị An Bình Dương và đi Bảo Lộc, tổng cộng là có 19 vé, là 16 vé. Hôm nay sẽ có 16 vé và chúng ta sẽ đi bằng bằng xe hơi đấy. Dòng nhỏ thì được ưu tiên đi bằng xe hơi, dòng lớn thì chúng ta sẽ cho bằng đi bằng xe tải nha anh em. Ok, để mà chất hết lên hết xe hơi thì cũng là một vấn đề đấy, nhưng mà chúng ta sẽ cho cùng nhau cố gắng. Ok, bây giờ anh cứ bỏ một lọc chất lên đây. Tôi sẽ đi giao chó các bé cún đấy, đảm bảo các bé sẽ về khỏe mạnh, về tới tay người hộ nhân giống. Và khi hợp tác với Hoàng Gia thì Hoàng Gia sẽ có rất là nhiều chính sách hỗ trợ cho anh em, cùng anh em phát triển, cùng anh em làm giàu từ những ngành trồng thú cưng này. Và những chính sách bên Hoàng Gia thì cực kỳ tuyệt vời rồi, giống hỗ trợ đấy, có gối đầu, thứ hai nữa là phối giống không mất tiền phối, thứ ba nữa đảm bảo đầu ra cho anh em một cách tốt nhất, và cái kỹ thuật hướng dẫn cho anh em làm sao chăm được con cho con chất lượng nhất và đưa lên tay người tiêu dùng khỏe mạnh nhất. Cảm ơn anh em, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau let's go, let's go. Đưa ngành thú cưng ở Việt Nam lên một tầm cao tuyệt vời, sẽ đưa giá trị của ngành thú cưng ở Việt Nam lên một tầm cao tuyệt vời nhất.